Kính thưa quý vị, và để nối tiếp chương trình, ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức phần kết hợp giữa tiếng hát của ông Đỗ Quang Việt và nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi qua làn điệu Quân Tử Vô Dịch. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của từ thân, để ngày ngày nàng vân tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp vẫn giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tầm quyền ý. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng quyết em chẳng đổi xa này nữa, những đúng mặt nồng hương lửa má thề vui tựa nay một bóng phải biệt ly. Anh đây thương ý bà tầm anh đi thêm ba nỗi sầu tình ngàn nỗi chia đôi nỗi này lòng sao chẳng đoái đến bà thank you.
Cảm ơn các vị. Những chàng pháo tay cổ vũ cho em chúc cô Mùi.